Vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại đi review. Và mùa hè cũng đã đến và đây là thời điểm thích hợp để các bạn sinh viên mua cho mình chiếc điện thoại giá rẻ, có hình tốt để đáp ứng nhu cầu giải trí, xem phim, chơi game. Hay là các bạn lớp 12 đỗ đại học và muốn tự thưởng cho mình một chiếc điện thoại sau quá trình học căng thẳng. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn 5 mẫu smartphone giá rẻ chỉ từ 3 triệu đồng trở xuống. Những chiếc điện thoại này thì hoàn toàn đáp ứng cho các bạn nhu cầu và các tác vụ hàng ngày. Ok, chúng ta hãy cùng bắt đầu video ngay thôi. Đầu tiên là chiếc điện thoại Meizu M5C. Đây là chiếc smartphone có giá cực kỳ rẻ, chỉ hơn 1 triệu rưỡi trong đợt flash sale Shopee. Nhưng chúng ta lại có được rất nhiều thứ ở sản phẩm này. Đầu tiên, với 1 triệu rưỡi, chúng ta có được một chiếc điện thoại có 4 màu sắc trẻ trung. Đặc biệt, đó là màu đỏ và màu xanh cực kỳ bắt mắt. Mặt nước bằng nhựa, được sơn nhám giả kim loại. Vì vậy mà trong mức độ hoàn thiện cực kỳ tốt giống như mọi sản phẩm Meizu khác. Sơ qua về cấu hình của chiếc Meizu M5C. Thì chiếc điện thoại này sở hữu màn hình tiêu chuẩn 5 inch với độ phân giải HD, nhưng vẫn cho thấy được hình ảnh cực kỳ sắc nét. Máy sử dụng con chip MediaTek 6737, tương tự như trên chiếc Nokia 3, RAM 2GB, 16GB bộ nhớ trong và pin 3000 mAh, có camera selfie 5MP và camera 98MP, cùng với đó là giao diện Flyme OS cực kỳ mượt mà và đặc biệt là nút home thông minh. Với một cấu hình như vậy, thì chiếc M5C đáp ứng cho các bạn nhu cầu thông thường hàng ngày như xem phim, chụp ảnh và lướt web. Tiếp theo, đó là chiếc điện thoại giá rẻ của Xiaomi, đó là chiếc Xiaomi Redmi 5A. Hiện tại thì di động thông minh đang bán với mức giá 2.090.000 cho bản DigiWall. Thì với mức giá này, Redmi 5A hơn chiếc Meizu M5C ở những điểm gì? Thì mình nghĩ cái hơn mà các bạn thích nhất đó là nằm ở con chip trên Redmi 5A. Khi mà chiếc điện thoại này sở hữu con chip Snapdragon 425, con chip này sẽ tương thích chơi game hơn là so với chiếc Meizu M5C. Nhưng đổi lại thì camera Redmi 5A sẽ không chất lượng bằng so với cam của Meizu M5C. Còn màn hình cũng như các thông số cũng tương tự như chiếc M5C thôi. Vẫn là màn 5 inch, độ phân giải HD, RAM 2GB, 16GB bộ nhớ trong, viên pin là 3000 mAh. Về phần hoàn thiện máy thì theo mình chiếc Redmi 5A sẽ không so được với chiếc Meizu M5C. Với mức giá tầm 2 triệu như vậy, bạn có hai sự lựa chọn, đó là chiếc Meizu M5C và Redmi 5A. Nếu như bạn thích chụp ảnh thì bạn nên chọn M5C, còn nếu như chơi game thì bạn chọn Redmi 5A. Tiếp theo, cũng đến từ nhà Xiaomi, đó là chiếc Xiaomi Redmi 5 Plus. Bạn có thể tham khảo trên website của di động thông minh thì chiếc máy này đã có giá từ 3.290.000. Với mức giá này thì bạn có một thiết kế kim loại nguyên khối, màn hình 5.99 inch Full HD Plus, tỷ lệ 18:9 thời thượng, cũng như là một cấu hình cực kỳ tốt. Chiếc máy sử dụng con chip đến từ Qualcomm, đó là Snapdragon 625, một con chip tầm trung cực tốt, hỗ trợ chơi mọi tựa game hot nhất hiện nay, RAM 3GB, 32GB bộ nhớ trong. Và đặc biệt viên pin lên tới 4000 mAh giúp bạn trải nghiệm chơi game, xem phim cực kỳ thoải mái. Tiếp tục là đối thủ của chiếc Redmi 5 Plus, đó là chiếc Meizu M6 Note. Chiếc máy này đang được bán tại di động thông minh với giá 3.290.000. Về mặt cấu hình thì chiếc Meizu M6 Note này tương tự như chiếc Redmi 5 Plus với chip Snapdragon 625, RAM 3GB, 32GB bộ nhớ trong, pin 4000 mAh. Màn hình tỷ lệ cũ 5.5 inch Full HD, nhưng bù lại so với Redmi 5 Plus thì Meizu M6 Note được tích hợp camera kép phía sau, hỗ trợ chụp ảnh xóa phông ảo diệu với cụm camera 12MP và 5MP khẩu độ f/2.0. Camera trước lên tới 16MP cho bạn tự tin sống ảo trên mạng xã hội. Có thể thấy được mặc dù màn hình của M6 Note không có thiết kế hợp thời như là Redmi 5 Plus, nhưng về phần camera thì Meizu M6 Note chắc hẳn là hơn rất nhiều. Cuối cùng đó là chiếc Sharp Aquos SHV34. Chỉ với 3.090.000 thì bạn hoàn toàn có thể sở hữu một chiếc điện thoại Nhật có cấu hình cực kỳ tốt với con chip Snapdragon 820 cao cấp, chiếm mọi tựa game nặng hiện nay, RAM 3GB và 32GB bộ nhớ trong. Thiết kế đẹp cùng với mặt lưng bằng kính và có nhiều màu sắc cực kỳ bắt mắt và trẻ trung. Tiêu chuẩn chống nước, màn hình 5.3 inch, độ phân giải lên tới 2K và có tần số quét cực cao là 120Hz. Ngoài ra thì SHV34 còn có camera cực khủng khi mà có camera sau lên tới 22.5MP cho chất lượng ảnh cực kỳ ấn tượng. Và trên đây cũng là 5 smartphone đáng mua nhất cho các bạn học sinh sinh viên mà mình đưa ra. Theo các bạn thì còn những chiếc điện thoại nào phù hợp hơn nữa? Và còn gì thắc mắc, hãy để lại bình luận bên dưới video. Và đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ đi review. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.